quý vị và các bạn, khi Tần Vương Chính lên ngôi, nước Tần đã rất lớn mạnh, có ưu thế áp đảo so với 6 nước chư hầu còn lại. Đất Tần đã mở mang về phía đông ra rất rộng, lấy từ các nước lân cận như Hàn, Triệu, Ngụy, Sở và nhà Chu, dị biệt vào năm 249 trước Công Nguyên. Các nước chư hầu Sơn Đông luôn bị đẩy vào thế phải chống đỡ, nhiều lần tổ chức liên minh chống Tần nhưng chỉ đạt được một số thắng lợi tạm thời và hoàn toàn không ngăn cản được quân Tần đồng tiến. Tần Vương đã tiếp tục duy trì chính sách thân xa đánh gần, giao hảo với nước Tề, uy hiếp lấn chiếm Tam Tấn và nước Sở. Nước Tề đã giữ quan hệ với Tần nên không ra quân cứu các nước chư hầu khác. Tần Vương Chính bên trong dùng Úy Liêu, Lý Tư đã bày ra mưu kế, bên ngoài lại dùng cha con Vương Tiễn, Vương Bí và Mông Ngao, Mông Vũ làm tướng đánh dẹp các nước. Thưa quý vị, trong video sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về trận Hàm Đan, là một trận đánh mang nhiều ý nghĩa, ghi dấu trong lịch sử thống nhất Trung Nguyên của Tần Quốc. Trận Hàm Đan là cuộc chiến tranh diễn ra vào thời Chiến Quốc, do nước Tần phát động tiến công vào kinh đô Hàm Đan của nước Triệu nhằm tận diệt quốc gia này. Vậy trước khi đi sâu và tìm hiểu trận chiến này, chúng ta cùng nhìn lại hành trình thôn tính 6 nước chư hầu của Tần Quốc. Chiến quốc thất hùng bấy giờ gồm 7 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Sở, Tề và Tần. Lúc này nước Tần đã lớn mạnh và thực hiện hàng loạt các chiến dịch quân sự nhằm vào 6 nước chư hầu hùng mạnh còn sót lại trong thời kỳ chiến quốc với mục đích thống nhất Trung Hoa. Kết quả là nước Tần đã nắm giữ trong tay vị trí thống trị cả thảy 6 nước. Tần Vương Doanh Chính lên ngôi vua và trở thành hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi dùng sức mạnh quân đội để bành trướng lãnh thổ và tiêu diệt lần lượt 6 nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ chiến quốc thất hùng vào năm 221 trước Công Nguyên. Cụ thể, năm 256 trước Công Nguyên, Tần chiếm Tây Chu, năm 249 trước Công Nguyên, Tần chiếm Đông Chu, năm 230 trước Công Nguyên, Tần chinh phục Hàn, năm 225 trước Công Nguyên, Tần đánh bại quân Ngụy, năm 223 trước Công Nguyên, Tần chiếm Sở, năm 222 trước Công Nguyên, Tần chiếm Yên và chinh phục hầu hết Triệu. Năm 221 trước Công Nguyên, Tần chinh phục Tề, hoàn thành việc thống nhất Trung Quốc, khởi đầu nhà Tần. Bạch Khởi chia quân đánh Triệu. Quay trở lại với quá trình thôn tính nước Triệu của Tần Vương Chính được nhắc tới ở trên. Giai đoạn từ năm 262 trước Công Nguyên đến 260 trước Công Nguyên, hai nước chư hầu là Triệu và Tần nổ ra chiến tranh. Bằng kế ly gián các tướng nhà Triệu, quân Tần dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi đã phá tan quân Triệu ở trận Trường Bình, tàn sát hơn 400.000 quân Triệu trong một đêm. Vụ thảm sát quân Triệu được coi là một trong những vụ thảm sát lớn nhất thời cổ đại của lịch sử Trung Quốc, và việc hành xử không quân tử với một nước đầu hàng khiến cho danh tướng Bạch Khởi nên người đương thời gọi là nhân đồ. Vào cuộc thời kỳ chiến quốc, Triệu là nước duy nhất đủ mạnh để chống lại nước Tần đang nổi lên. Cuộc tranh đấu lên tới đỉnh điểm trong trận chiến đẫm máu nhất của thời kỳ này là trận Trường Bình năm 260 trước Công Nguyên. Nhân trận thắng đó, Bạch Khởi chia quân làm ba, tiến vào nhằm tiêu diệt nước Triệu. Một cánh do Bạch Khởi cầm đầu, tiến giữ Thượng Đảng, uy hiếp thành Hàm Đan từ phía Tây. Cánh thứ hai do Vương Hạt thống lãnh, tiến về phía Đông, vượt qua dãy núi Thái Hàng, tiến đánh Vũ An, nay là vùng Tây Nam Vũ An, Hà Bắc, áp sát kinh đô nước Triệu, trực tiếp uy hiếp Hàm Đan. Còn cánh cuối cùng dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ngạnh tiến lên phía Bắc công đánh vào Thái Nguyên. Tô Đại khuyên Phạm Thư lui quân. Vốn đã bị kinh động tại trận thua thảm ở Trường Bình, nước Triệu vô cùng lo sợ trước sự tiến công như vũ bão của quân Tần, đành nhờ Tô Đại sang Tần thuyết phục tể tướng nước Tần là Phạm Thư xin vua Tần lui binh. Hàn và Triệu sẽ cầu hòa và thần phục Tần. Do Phạm Thư vốn bất hòa với Bạch Khởi, đồng thời sợ rằng công lao của Bạch Khởi quá lớn sẽ lấn át mình, nên Phạm Thư bèn khuyên Tần Chiêu Vương rút quân giảng hòa với điều kiện Triệu phải cắt 6 thành dâng cho Tần và vua Tần đồng ý. Bạch Khởi đang thừa thắng xông lên thì nhận được lệnh lui quân về nước, khiến ông vô cùng tiếc cho công lao các tướng sĩ bị bỏ dở. Sau Bạch Khởi biết được việc này, oán giận Phạm Thư, hai bên xảy ra hiềm khích với nhau. Lời khuyên của Ngu Khanh. Trong khi Triệu Hiếu Thành Vương đang chuẩn bị dâng 6 thành thì đại thần Ngu Khanh đến thuyết phục vua Triệu rằng nếu dâng 6 thành thì nước Tần không phải nhọc công cũng được đất, thế lực họ như hổ mọc thêm cánh. Sau này Tần cũng sẽ ỷ thế
đòi thêm đất thì đất Triệu cũng có ngày phải hết và khuyên Triệu Vương hối lộ năm thành cho nước Tề. Họ giúp mình ra hảo với Sở Ngụy để chuẩn bị chống quân Tần. Vua Triệu đồng ý tích cực chuẩn bị kháng chiến và liên kết với các nước. Lời khuyên của Bạch Khởi. Tướng Bạch Khởi từng can gián rằng, từ trận thua ở Trường Bình trong thành Hàm Đan, một đêm 10 lần sợ, nếu thừa thắng tiến đánh thì không đầy một tháng có thể lấy được. Tiếc thay, Ứng Hầu không biết thời thế, chủ trương việc rút quân về, làm mất cơ hội ấy. Vua Tần không nghe ý kiến của ông, sau lại thấy nước Triệu bội ước, không dâng thành, chuẩn bị liên hợp với các nước khác để đối phó mình, đâm ra hối tiếc, chuẩn bị đánh Triệu. Vua Tần muốn dùng Bạch Khởi làm tướng cầm quân chinh chiến, nhưng gặp lúc ông có bệnh không đi được. Tần Chiêu Vương đến hỏi thăm và hỏi về việc đánh Triệu. Bạch Khởi khuyên vua không nên đánh vì Triệu đã phòng bị kỹ, lại giao kết với các nước chống Tần. Thế lực của họ mạnh, không đánh được, chỉ nên ngoại giao mà thôi. Nhưng vua Tần không nghe, sai đại tướng Vương Lăng đem 10 vạn quân đánh Triệu, vây thành Hàm Đan. Tháng 9 năm 259 trước công nguyên, quân Tần nhanh chóng tiến vào Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Trận chiến Hàm Đan bùng nổ. Trước hết, để kích động lòng quân, theo lời môn khách là Lý Đồng, tướng quốc của Triệu là Bình Nguyên quân Triệu Thắng đem hết gia tài ra làm tiền thưởng, phát cho quân sĩ. Cho thề thiếp vào quân ngũ, lương thực liên tục được cấp phát, dốc sức chia sẻ khó nhọc với quân dân. Kết quả không ngoài mong đợi, có đến tận 3.000 người xin đi làm cảm tử, cùng Lý Đồng xông ra đánh úp. Lúc này bên ngoài thành, lão tướng Liêm Pha cũng đang cầm quân chỉ huy chống trả hết sức quyết liệt. 10 vạn tướng sĩ ngoan cường chiến đấu hết mình, khiến cho Vương Lăng không sao tiến quân lên được. Đến năm 258 trước công nguyên, tình hình chiến sự ngày càng bất lợi đối với quân Tần. Quân dân nước Triệu lúc này trên dưới đồng lòng chống lại Tần. Vương Lăng vẫn bất lực không hạ nổi Hàm Đan. Tần Chiêu Vương lại phái thêm 10 vạn quân tiếp viện, nhưng chẳng những không thắng mà thương vong lại càng trầm trọng, tổn thất khá nặng. Tần Chiêu Vương muốn cử Bạch Khởi đi thay. Bạch Khởi phân tích tình hình nói: Tần tuy thắng Triệu ở Trường Bình, nhưng dốc cạn cả kho, binh sĩ thương vong quá nửa. Viễn Trinh vây đánh đô thành nước Triệu, chư hầu ắt sẽ đến cứu Triệu. Trong ngoài giáp công thì nhất định quân ta sẽ thất bại. Tần Chiêu Vương nghe vậy im lặng. Vua Tần nghe ý kiến của ông lại hối tiếc, muốn ngỏ ý lại dùng ông làm tướng, muốn sai đánh Triệu nên sai Phạm Thư đến khuyên. Nhưng vì vẫn căm giận Phạm Thư trước kia ngăn trở sự thành công của mình, ông bèn xưng bệnh không tiếp. Tể tướng thì viện đủ lý lẽ để xuất chinh đánh Triệu. Vua Tần đành sai đại tướng Vương Hột thay Vương Lăng tiếp tục đem 10 vạn quân đánh Triệu vây thành Hàm Đan. Vương Hột bao vây Hàm Đan thêm vài tháng nhưng vẫn không hạ được, chiến đấu cầm cự lâu, quân thương vong đến quá nửa. Thừa tướng Phạm Thư bèn tiến cử người bạn là Trịnh An Bình. Vua Tần liền phái An Bình làm tướng, đem 5 vạn quân và lương thảo đến Hàm Đan tiếp viện cho Vương Hột. Trước sự tiếp tế hùng hậu quân đội của nhà Tần trong hơn một năm, thành Hàm Đan bị vây ngặt khiến lương thực cũng gần cạn. Tuy quân dân đồng lòng quyết tử, nhưng bị vây đã quá lâu, quân Triệu Yếu cũng không thể phản công, sợ không giữ nổi thành. Triệu Hiếu thành vương đành phải chuẩn bị cầu cứu Sở và Ngụy. Trong tình thế khó cầm cự để tiếp tục giữ thành, vua Triệu cử Bình Nguyên quân đi sứ nước Sở, cầu cứu sự giúp đỡ của vua Sở Khảo Liệt. Vốn đã có sự chuẩn bị, nếu thành thì coi như may mắn, nếu không thành, Bình Nguyên đã lên kế hoạch uy hiếp vua Sở uống máu ăn thề. Vì vậy, theo sang đi sứ lần này còn có 20 môn hạ, với võ thuật hơn người, có cả Mao Toại, tuy chưa khẳng định được tài năng nhưng lại khẩn khoản xin ra giúp sức nên cũng được đi. Sang đến nước Sở, Bình Nguyên quân cùng với Sở Khảo Liệt trao đổi một hồi rất lâu nhưng chưa đưa ra được một thống nhất chung. Vừa manh động vừa dứt khoát, Mao Toại nhanh chóng tiến lên dùng dao uy hiếp vua Sở, khiến tất cả đều không khỏi bất ngờ. Dùng lời lẽ để chứng minh cho Sở Khảo Liệt thấy được lợi ích của việc chống Tần. Cuối cùng vì sợ hãi, vua Sở vội vàng uống máu ăn thề với Toại và đồng ý chuyện hợp tung. Lập tức điều 100.000 quân do Hoàng Yết chỉ huy đi cứu Triệu. Bình Nguyên là em trai của vua Triệu, có vợ vốn là con gái vua Chiêu Vương nước Ngụy, chị của Ngụy An Ly Vương và Tín Lăng Quân. Trước tình thế cầu cứu quân viễn chinh của các nước chư hầu, Bình Nguyên nhờ phu nhân của mình sang Ngụy cầu cứu. Nể tình thân tộc, vua Ngụy đồng ý phái 100.000 quân do Tấn Bỉ chỉ huy đi cứu Triệu. Tần Chiêu Vương nghe tin bèn sai sứ sang Ngụy dâng thư và lễ vật. Trong thư nói rõ, nếu Ngụy ủng hộ Tần đánh Triệu, sau khi diệt Triệu sẽ được chia đất, nếu cứu Triệu thì ngói vỡ ngọc tan. Nói cách khác là đe dọa sẽ đánh Ngụy nếu Ngụy giúp Triệu. Do đó, 10 vạn quân Ngụy do đại tướng Tấn Bỉ chỉ huy đóng trại ở thành âm biên giới Ngụy Triệu, nhưng được mật lệnh của vua Ngụy vẫn án binh bất động.
tuy lấy danh nghĩa cứu Triệu nhưng thực chất là xem xét động tĩnh của hai bên rồi mới quyết định. Còn quân Sở cũng vì khiếp sợ sức mạnh của quân Tần nên đóng quân từ xa không dám đánh. Vua Ngụy một phần vì nể không muốn mất lòng Triệu, một phần vì rén chưa dám động binh với Tần. Nên dù vẫn phải án binh bất động nhưng trong lòng cũng muốn giải nguy cho Triệu. Vua Ngụy chọn cách sai khách tướng Tân Diên Viên đi bày kế cho Bình Nguyên hàng phục, chịu tôn vua Tần làm đế thì Tần sẽ lui binh. Đang còn do dự thì bỗng có người khách là Lỗ Trọng Liên tới yết kiến Bình Nguyên quân, đòi gặp Tân Diên Viễn để trách cứ. Cuối cùng Lỗ Trọng Liên thuyết phục Tân Diên Viễn, làm Viễn phải phục và tạ lỗi. Trong khi đó ở nước Ngụy, Tín Lăng Quân và môn khách mấy lần xin vua Ngụy nhưng Ngụy An Ly Vương sợ Tần nên không nghe. Tín Lăng Quân liền đem hết người trong nhà định sang Triệu liều chết với quân Tần. Môn khách của Vô Kỵ là Hầu Doanh hiến kế có thể nhờ người thiếp của Vô Ngụy là Như Cơ trộm tấm binh phù của Vô Ngụy để giành lấy quân của Tấn Bỉ mà nước Triệu, và khuyên nếu Tấn Bỉ không theo thì phải giết. Nghe theo kế của Hầu Doanh, nói với Như Cơ, Như Cơ quả nhiên trộm được binh phù của Ngụy Vương đưa cho ông. Ông chuẩn bị ra đi. Đến quân Doanh, quả nhiên Tấn Bỉ không chịu phục. Chu Hợi thấy vậy liền xông ngay đến đánh Tấn Bỉ chết. Tín Lăng Quân bèn nắm lấy ấn tướng chỉ huy quân của Tấn Bỉ, chỉnh đốn lại đội ngũ, ra lệnh trong quân. Ông ra lệnh, nếu cha con đều ở trong quân thì cha về, anh em đều ở trong quân thì anh về, nếu là con một thì về phụng dưỡng cha mẹ. Cuối cùng ông lựa trong 10 vạn quân của Tấn Bỉ được 8 vạn quân, hăng hái tiến lên quyết chiến với quân Tần giải cứu Triệu. Năm 257 trước công nguyên, dưới sự giúp sức của quân Sở và quân Ngụy, quân Triệu được tăng thêm sức mạnh, ra sức phản công, đánh bại quân Tần. Quân Tần xa nhà đã lâu, hao hụt thể lực và ý chí chiến đấu, tổn thương trầm trọng. Cuối cùng đại bại, Vương Hột dẫn binh rút về Tần. Tướng Tần là Trịnh An Bình vốn là người nước Triệu, nay lại bị quân Triệu vây ngặt, bèn đem 2 vạn quân hàng Triệu, thành Hàm Đan được giải vây. Sau 2 năm chiến tranh đối phó với quân Tần, nước Chư Hầu được coi là hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Trận Hàm Đan đã kết thúc với phần thắng lợi hoàn toàn thuộc về liên quân Ngụy Triệu Sở. Trận thua này cũng là một trong những trận thua ê chề nhất của quân đội nước Tần từ sau biến pháp Thương Ưởng, làm cho tương quan lực lượng giữa Tần và các nước chư hầu trở thành ngang nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là một tình thế tạm thời. Với một nước Tần máu chiến và tham vọng thống nhất lãnh thổ Trung Hoa vô cùng mãnh liệt, thì một trận thắng hay liên quân tạm thời không thể ngăn cản được sức mạnh của quân Tần, cũng như không thể nào đem lại sức mạnh hay một cơ hội đảo ngược tình thế của các nước chư hầu còn lại. Nước Triệu tuy là nước thắng, nhưng sau tổn thất ở Trường Bình với số thương vong lên đến 45 vạn quân đã dần đi vào suy yếu. Các nước chư hầu ngày một thất thế hơn, không có sự liên minh quân sự với nhau như trước, đã lần lượt bị Tần thôn tính trong vòng 30 năm sau. Trận chiến Hàm Đan cũng là một trong những trận đánh vào thời Chiến Quốc mà vai trò của các hạng sĩ được coi trọng nhất. Từ bọn thực khách, nguyên là thích khách, tội phạm bỏ trốn, sống bám vào chủ là công tử quý tộc như Lý Đồng, Mao Toại, Chu Hợi, cho đến bọn biện sĩ như Phạm Thư hay Học Sĩ, Lỗ Trọng Liên, Tân Diễn Viễn. Hạng sĩ này, nhất là bọn biện sĩ, càng về cuối thời Chiến Quốc và cả sang thời Tần Hán sau này, càng được coi trọng, tạo nên một giai cấp quan lại ở đời Tần Hán.